Các bạn đã có nhu cầu mua APUBG Liên Minh Liên Quân đột kích giá rẻ qua vbgame.vn. Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì clip ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn một mẫu setting 4 ngón của một bạn YouTuber khá là nổi tiếng. Đó là bạn Taka. Thì đối với cái setting 4 ngón của bạn Taka thì trước đây bạn cũng đã chơi trên con điện thoại iPhone 8 Plus. Và bây giờ hiện tại bạn đang chơi trên con iPhone 13 Pro Max. Thì sau đây mình sẽ vào phần chỉnh nốt cho bạn tham khảo trực tiếp luôn. Thì trước mặt các bạn đây là mẫu setting 4 ngón của bạn Taka. Thì đối với cái setting 4 ngón của bạn Taka thì chủ yếu bạn ấy bắn bằng full Guido và nhấp nhả scope nhanh, cận chiến tốt. Thì đối với cái setting 4 ngón của bạn Taka thì chủ yếu bạn ấy bắn bằng nút bắn bên phải nhiều hơn là nút bắn bên trái. Thì sau đây mình sẽ ra ngoài mình làm một vài động tác cơ bản xem cái setting của bạn Taka nó có hiệu quả hay không. Thì trước tiên mình sẽ bắn cận chiến trước và nhấp nhả scope. Đối với cái setting của bạn Taka thì với tầm gần và sử dụng Guido quen rồi thì khá là bá đạo luôn nha. Đấy. Thì đối với mình cái setting của bạn Taka này thì mình mới chỉnh xong từ lúc tối, sau đó mình làm video cho các bạn luôn. Đấy, nên mình cũng chưa quen cho lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm video cho các bạn tham khảo. Thì sau đây mình sẽ làm một vài động tác bắn cơ bản cho các bạn tham khảo xem cái setting của bạn Taka nó có hiệu quả hay không nha. Thì vừa rồi mình cũng đã test cho các bạn tham khảo một số kỹ năng bắn tầm gần cũng như SX3, X4, X6. Thì sau đây mình sẽ vào một trận đấu kho để mình chơi trực tiếp cho các bạn tham khảo luôn.
The match is over, and the blue team is in the lead. Blue team victory. Thì đối với cái setting của bạn Taka thì chủ yếu bạn ấy bắn cận chiến nhiều với cả nhấp nhả scope nhanh đấy, bắn nhiều mục tiêu cùng một lúc đấy, nắc video đấy, chủ yếu là bạn ấy bắn bằng video nhé. Có bạn nào thích cái setting của bạn Taka thì có thể comment bên dưới thì mình sẽ gửi cho bạn cái mã code để bạn lưu cái setting này nhá. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua cũng đã ủng hộ cũng như like, đăng ký kênh. Thì mình cũng mong tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình để mình ra thật là nhiều cái video hay hơn nhá. Các bạn có ý kiến gì hay muốn mình làm về chủ đề thì comment phía dưới nhá. Thì bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha.